Lịch Nghề Tốt xin chào các bạn, hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật các video mới nhất nhé. Tử vi thứ tư ngày 3 tháng 10 năm 2018 của 12 con giáp. Chính ấn chiếu mệnh tử vi 2018 cho thấy người tuổi Ngọ hôm nay có cơ hội để thể hiện bản thân, nhờ thế mà nhận được sự chú ý của cấp trên, cũng có thêm cơ hội khẳng định vị trí của mình. Còn các con giáp khác sẽ đón ngày mới ra sao? Cùng theo dõi Lịch Ngày Tốt nhé. Tử vi tuổi Tý, trong ngày có tam hợp quý nhân, người tuổi Tý có thể nhờ thế mà hóa giải những khúc mắc trong chuyện tình cảm của mình. Dù sao thì những hiểu lầm trước đó vẫn chỉ là hiểu lầm, nếu có thể tháo gỡ thì không gì tốt bằng. Người độc thân đừng quá lo lắng về chuyện tương lai, hãy mạnh mẽ tiến về phía trước. Nếu có thể mở rộng mối quan hệ thì mở rộng mối quan hệ, quen được thêm bạn mới thì quen thêm bạn mới, có thể sẽ tìm thấy chân tình. Chính tài nhập cục, đường tài lộc vững vàng giúp con giáp này có thể an tâm, tiền bạc không phải là chuyện mà tuổi Tý cần lo lắng, song vẫn nên tiết kiệm để đề phòng lúc cấp bách. Tử vi tuổi Giáp Tý, kim, quý nhân nâng đỡ vận trình. Tử vi tuổi Bính Tý, thủy, tiền bạc dồi dào, không lo túng thiếu. Tử vi tuổi Mậu Tý, hỏa, có thể an tâm về chuyện tài chính. Tử vi tuổi Canh Tý, thổ, đừng đóng cửa trái tim. Tử vi tuổi Nhâm Tý, mộc, người thật lòng vẫn có. Con số may mắn 1, 3, giờ tốt 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường xanh lục, trắng, quý nhân phù trợ, người tuổi Dậu, thân, tị. Tử vi tuổi Sửu, người tuổi Sửu gặp cục diện tương phá, điều này có thể gây ra không ít khó khăn cho bản mệnh. Trong công việc có điểm báo bị kẻ tiểu nhân phá hoại, lợi dụng lúc sơ hở mà khiến cho con giáp này gặp họa. Trong ngày nếu có thể thì nên hạn chế tiếp xúc với người tuổi Canh Tuất, Bình Tuất thì hơn. Có thể người vốn chẳng có tâm phạm ta, nhưng nếu thời cơ đến lại có lợi cho họ thì dễ gặp phải nguy hiểm. Kiếp tài đe dọa, con giáp này cần phải thận trọng nhiều hơn, kẻo vướng phải tai họa mà tiền bạc tiêu tan. Bản mệnh có nhiều điều cần phải học hỏi từ những người đi trước, đừng để mắc sai lầm. Tử vi tuổi Ất Sửu, kim, tiền bạc có rồi lại mất. Tử vi tuổi Đinh Sửu, thủy, kẻ tiểu nhân đang rình rập. Tử vi tuổi Kỷ Sửu, hỏa, chi nhân chi diện bất chi tâm. Tử vi tuổi Tân Sửu, thổ, tự đẩy mình vào vòng xoáy lợi danh. Tử vi tuổi Quý Sửu, mộc, mù quáng tin người xấu. Con số may mắn 2, 7, giờ tốt 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường vàng, nâu, quý nhân phù trợ, người tuổi Tuất, Mão, Hợi. Tử vi tuổi Dần, với người tuổi Dần thì cục diện tương hội có thể giúp con giáp này gặp nhiều thuận lợi hơn trong việc kinh doanh. Bản mệnh nếu có cơ hội thì hãy mạnh dạn tiến hành, đừng để lỡ thời cơ. Thiên quan nhập cục, đây là dấu hiệu không tốt cho công việc của con giáp này. Bản mệnh có thể bị kẻ tiểu nhân hãm hại lúc nào không hay, có nhiều việc vốn không thể thuận theo ý mình. Tuổi Sửu có những người bạn thân thiết, nhưng nếu hoàn toàn tin tưởng thì sẽ có lúc bị hại. Đồng nghiệp chưa hẳn đã toàn tâm toàn ý đối tốt với bạn, phải có tâm đề phòng thì mới được. Tử vi tuổi Giáp Dần, thủy, đừng vội tin tưởng bất cứ ai. Tử vi tuổi Bính Dần, hỏa, thời cơ đến thì cứ mặc sức hành động. Tử vi tuổi Mậu Dần, thổ, đừng để mình phải hối hận. Tử vi tuổi Canh Dần, mộc, tha phạm người còn hơn để người phạm ta. Tử vi tuổi Nhâm Dần, kim, nhân từ quá cũng là cái tội. Con số may mắn 4, 8, giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường đen, vàng, quý nhân phù trợ, người tuổi Mùi, Tuất, Hợi. Tử vi tuổi Mão, xem tử vi hàng ngày của 12 con giáp, người tuổi Mão hôm nay đối mặt với cục diện tương hại, có nhiều chuyện lực bất tòng tâm, tình cảm anh em không được như trước, có thể vì chuyện lợi danh mà trở mặt với nhau. Tinh thần không được tốt, làm việc cũng khó thuận lợi, tuổi Mão dễ phạm phải sai lầm. Thương quan khiến cho bản mệnh không được tỉnh táo và sáng suốt, đưa ra quyết định cũng có phần đường đột. Thêm nữa, trong ngày trực nguy là điểm báo xấu mọi việc, những chuyện quan trọng tốt nhất không nên làm mà nên chờ đến khi thiên thời địa lợi nhân hòa, tất sẽ được may mắn mà có được sở nguyện. Tử vi tuổi Ất Mão, thủy, thiếu tập trung sẽ dẫn đến sai lầm. Tử vi tuổi Đinh Mão, hỏa, anh em bất hòa, gia đình lục đục. Tử vi tuổi Kỷ Mão, thổ, lâu ngày không gặp hóa người dưng. Tử vi tuổi Tân Mão, mộc, công việc không được suôn sẻ. Tử vi tuổi Quý Mão,
Kim, cần kiên trì vượt qua thử thách. Con số may mắn 29. Giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường đen, xanh dương. Quý nhân phù trợ, người tuổi Tuất, Hợi, Mùi. Tử vi tuổi Thìn. Hôm nay là ngày Thìn Thìn tự hình, người tuổi Thìn cần phải khiêm nhường hơn, chớ để người khác nắm được điểm yếu của mình. Con giáp này đang trên đà thăng tiến tốt, chuyện gì cũng muốn làm chứ không muốn để người khác tranh công. Song vô tình làm vậy lại khiến cho kẻ tiểu nhân tìm cách phá hoại. Bản mệnh hôm nay nên thận trọng với người tuổi Canh Tuất, Bính Tuất, nếu không có việc gì thì chớ tùy tiện kết bạn. Tỷ kiến nhập cục, sự chủ động của tuổi Thìn mang đến cho bản mệnh niềm vui về tình duyên. Có người thầm thương thì cần nhanh chóng thổ lộ tâm tình, chớ để lỡ mất thời cơ mà lỡ dở tình duyên. Tử vi tuổi Giáp Thìn, hỏa, tình cảm dễ bị lợi dụng. Tử vi tuổi Bính Thìn, thổ, đề phòng vẫn là hơn. Tử vi tuổi Mậu Thìn, mộc, buồn phiền không người thấu tỏ. Tử vi tuổi Canh Thìn, kim, cần phải quyết đoán dứt khoát hơn. Tử vi tuổi Nhâm Thìn, thủy, đừng vội cho rằng mình không thể. Con số may mắn 4, 7. Giờ tốt 15 giờ đến 17 giờ. Màu sắc cát tường vàng, nâu. Quý nhân phù trợ, người tuổi Tuất, Dậu, Thân. Tử vi tuổi Tỵ, thiên ấn nhập cục. Người tuổi Tỵ mang nhiều khó khăn trước mắt nhưng vẫn có cơ hội để chuyển mình. Con giáp này nếu có thể cố gắng kiên trì nỗ lực sẽ tìm thấy được lối đi cho mình. Hỏa sinh xuất cho thổ, đường tình duyên của bản mệnh lại không được thuận lợi. Tuổi Tỵ nếu đã lập gia đình thì cần vạch rõ ranh giới với người khác phái, đừng để xảy ra hiểu lầm, nghi kỵ lẫn nhau. Riêng người độc thân, cơ hội để kết đôi vốn không nhiều, bản mệnh lại không được rộng lòng nên khó tìm được người ưng ý. Bản mệnh chớ nên để chuyện quá khứ quẩn quanh mình quá lâu. Tử vi tuổi Ất Tỵ, hỏa, nghi ngờ có thể phá hoại tất cả. Tử vi tuổi Đinh Tỵ, thổ, khó khăn rồi cũng sẽ qua. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ, mộc, công việc nhiều vướng mắc. Tử vi tuổi Tân Tỵ, kim, đừng lo mà hãy tin vào bản thân. Tử vi tuổi Quý Tỵ, thủy, nếu cần thì hãy thẳng lời bày tỏ. Con số may mắn 6, 9. Giờ tốt 15 giờ đến 17 giờ. Màu sắc cát tường đỏ, cam. Quý nhân phù trợ, người tuổi Dậu, Sửu, Thân. Tử vi tuổi Ngọ, chính ấn chiếu mệnh. Tử vi 2018 cho thấy người tuổi Ngọ hôm nay có cơ hội để thể hiện bản thân, nhờ thế mà nhận được sự chú ý của cấp trên, cũng có thêm cơ hội khẳng định vị trí của mình. Có điều, ngũ hành sinh xuất phần nào ảnh hưởng đến tinh thần của tuổi Ngọ trong công việc. Bản mệnh cần đến rất nhiều sự nhẫn nại mới có thể vượt qua được những trở ngại trước mắt. Tình cảm không phải lúc nào cũng thuận lợi như ý, có những lúc vẫn gặp bất chắc. Hôm nay hỷ thần ở hướng Đông Nam, nếu muốn bình an, bản mệnh hãy chú ý đến điều này. Tử vi tuổi Giáp Ngọ, kim, tình cảm bất thuận, đôi bên cạn tình. Tử vi tuổi Bính Ngọ, thủy, công việc không được đánh giá cao. Tử vi tuổi Mậu Ngọ, hỏa, nhiều chuyện càng nghĩ sẽ càng thêm rối. Tử vi tuổi Canh Ngọ, thổ, sức khỏe mới quan trọng. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ, mộc, đường xa mới biết sức ngựa tốt đến đâu. Con số may mắn 5, 8. Giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường cam, hồng. Quý nhân phù trợ, người tuổi Tuất, Mão, Dần. Tử vi tuổi Mùi, kiếp tài chiếu mệnh. Tử vi ngày 3 tháng 10 năm 2018 cho thấy người tuổi Mùi cần phải thận trọng hơn trong những chuyện liên quan đến tiền bạc. Đừng vội vã quyết định điều gì khi chưa thực sự nhìn rõ nội tình. Bản mệnh có nhiều cơ hội để phát tài hôm nay, song dễ phát tài mà cũng dễ tán tài. Thành công đến càng nhanh thì càng dễ mất đi. Bản mệnh cần phải bình tĩnh, đừng để người khác khiến mình đánh mất lý trí. Thổ khí vượng, hôm nay sức khỏe của con giáp này không tốt, ngày trực nguy xấu, mọi việc cũng ảnh hưởng phần nào, cần phải chú ý kẻo tự mình hại mình, nhớ chăm sóc sức khỏe nhiều hơn nữa. Tử vi tuổi Ất Mùi, kim, tiền đến rồi lại đi. Tử vi tuổi Đinh Mùi, thủy, nhiều vấn đề tồn tại. Tử vi tuổi Kỷ Mùi, hỏa, sức khỏe không được tốt. Tử vi tuổi Tân Mùi, thổ, đừng để thời cơ đến mà bỏ lỡ. Tử vi tuổi Quý Mùi, mộc, tiền bạc tiêu tán trong phút chốc. Con số may mắn 1, 9. Giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường nâu, cam. Quý nhân phù trợ, người tuổi Hợi, Mão, Ngọ.
tử vi tuổi Thân, Thân Thìn bán hợp, người tuổi Thân trong ngày hôm nay nên đường tình duyên cũng nhờ thế mà khởi sắc không ngừng. Đào hoa nở rộ, con giáp này đi đâu cũng được người yêu kẻ mến. Thực thần chiếu mệnh, đường tài lộc của tuổi Thân không ngừng tăng tiến, bản mệnh không cần phải cố gắng thêm mà cứ miễn cưỡng, tiền bạc cũng tự chảy vào túi mình. Thực sự vô cùng may mắn. Nếu có trong ngày bản mệnh muốn thực hiện việc kinh doanh mới, khai trương cầu tài thì có thể xem xét đến hướng chính Bắc, đó là hướng của tài thần, sẽ giúp cho công việc làm ăn được thuận lợi hơn. Tử vi tuổi Giáp Thân, Thủy, kinh doanh phát đạt, sắp được phát tài. Tử vi tuổi Bính Thân, Hỏa, tình yêu không thể cưỡng cầu. Tử vi tuổi Mậu Thân, Thổ, đôi bên hòa hợp là điều tốt nhất. Tử vi tuổi Canh Thân, Mộc, chuyện xấu nên nói ở sau. Tử vi tuổi Nhâm Thân, Kim, hôm nay tâm trạng vui vẻ khác thường. Con số may mắn 4, 8, giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường trắng, vàng, quý nhân phù trợ, người tuổi Tý, Thìn, Dậu. Tử vi tuổi Dậu, lục hợp quý nhân trợ vận, hôm nay vận trình tài lộc của tuổi Dậu không tồi. Con giáp này có những ý tưởng mới lạ và độc đáo, không phải ai cũng nghĩ ra được, cũng không được ít người ủng hộ. Hôm nay tài thần nằm ở hướng chính Bắc, bản mệnh có thể xem xét lấy hướng này làm cát hướng, tăng thêm cát khí cho mình. Người làm ăn chắc chắn không thể thiếu được điều này. Thương quan nhập cục, tử vi thứ tư của 12 con giáp cho thấy, công việc của bản mệnh đang gặp phải một số rắc rối mà chính con giáp này phần nhiều đến từ người thân. Bản mệnh không đủ tập trung nên mắc phải không ít sai lầm, khiến cho công việc bị trở ngại nhiều. Tử vi tuổi Ất Dậu, Thủy, quý nhân chỉ đường dẫn lối. Tử vi tuổi Đinh Dậu, Hỏa, bớt đi đường vòng cũng là bớt phần khổ cực. Tử vi tuổi Kỷ Dậu, Thổ, hãy tập trung làm tốt việc của mình. Tử vi tuổi Tân Dậu, Mộc, nhiều kỳ vọng lại thất vọng. Tử vi tuổi Quý Dậu, Kim, đừng chỉ cho mình là đúng. Con số may mắn 6, 7, giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường bạc vàng, quý nhân phù trợ, người tuổi Tỵ, Sửu, Thìn. Tử vi tuổi Tuất, Tuất Thìn tương xung, người tuổi Tuất hôm nay khó tránh được chuyện không lành, chuyện tình cảm không phải lúc nào cũng được như ý, hơn nữa con giáp này lại đặt quá nhiều tâm tư vào đó, khó mà tránh khỏi buồn bã không thôi. Người ấy không coi bản mệnh là người quan trọng nhất, điều đó khiến cho tuổi Tuất bị tổn thương rất nhiều. Bản mệnh không giấu nổi tâm tư của mình, giữa ngày thu lại thêm xúc động thương tâm. Tỷ Kiên nhập cục, hôm nay người tuổi Tuất cần phải đưa ra quyết định quan trọng đối với công việc của mình. Tuy bản mệnh đã có chủ ý, song trong ngày trực nguy, mọi việc vẫn cần phải suy xét kỹ càng. Tử vi tuổi Giáp Tuất, Hỏa, tình cảm không được như ý. Tử vi tuổi Bính Tuất, Thổ, người càng tin tưởng thì càng phản đối đau đớn. Tử vi tuổi Mậu Tuất, Mộc, nhiều phần phải tự trách bản thân. Tử vi tuổi Canh Tuất, Kim, dứt khoát ngắn gọn, càng dễ được giải quyết. Tử vi tuổi Nhâm Tuất, Thủy, khó tìm được chân tình. Con số may mắn 4, 7, giờ tốt 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường trắng, nâu, quý nhân phù trợ, người tuổi Thân, Dần, Ngọ. Tử vi tuổi Hợi, thiên tài trợ mệnh, người tuổi Hợi hôm nay có điềm báo phát tài phát lộc, bản mệnh được quý nhân chỉ lối dẫn đường, nhờ thế mà tìm được lối đi cho riêng mình. Theo chuyện kinh doanh làm ăn cũng thuận lợi nhiều bề. Có điều thổ thủy bất dung, tình cảm giữa bản mệnh và người ấy lại đang đứng trước nhiều thách thức. Tuy cả hai dành cho nhau nhiều tình cảm nhưng lại không được đôi bên gia đình ủng hộ. Có thể viết tiếp câu chuyện tình yêu, cùng nhau đi tiếp trên những chặng đường sau này hay không, điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào tâm ý của cả hai. Nếu có thể kiên trì giữ vững tình yêu của mình thì không có gì thì e ngại. Tử vi tuổi Ất Hợi, Hỏa, duyên phận nằm trong tay bạn. Tử vi tuổi Đinh Hợi, Thổ, nếu không trân trọng thì đừng trách sao đánh mất. Tử vi tuổi Kỷ Hợi, Mộc, tiền bạc có thể mua được nhiều thứ nhưng không mua được chân tình. Tử vi tuổi Tân Hợi, Kim, người có duyên tất sẽ về bên nhau. Tử vi tuổi Quý Hợi, Thủy, đừng bỏ lỡ cơ hội kiếm tiền. Con số may mắn 6, 8, giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường trắng, bạc, quý nhân phù trợ, người tuổi Tý, Sửu, Mùi.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình Tử Vi của Lịch Ngày Tốt. Chúc các bạn có một ngày mới vui vẻ và gặp nhiều may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.